Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel YouTube của Phạm Tuấn TV. Nếu như đây là lần đầu tiên mọi người đến với lại kênh của mình thì có thêm hòa mình bằng một lượt đăng ký kênh tại đây để không bỏ lỡ những video mới nhất đến từ kênh của mình ha. Trong thời gian vừa qua thì có rất nhiều bạn tham gia chương trình đăng ký APX để nhận 200.000 này, và kể từ ngày 21 tháng 1 2022 khi các bạn đăng ký mới thì chỉ nhận được phần quà trị giá 100.000 thôi nhé. Và có rất là nhiều bạn đã hỏi mình cách để chúng ta có thể rút tiền và lý do vì sao mà không nâng cấp được cái tài khoản, thì các bạn sẽ phải xác minh cái tài khoản của bạn thì mới được duyệt ha. Thì trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn này. Thứ nhất là xác minh lại cái tài khoản của bạn nếu như mà tài khoản của bạn chưa xác minh thành công. Thứ hai là cách rút tiền ha. Và cụ thể thì mời các bạn xem trong cái video này. Sau khi đăng ký thành công ấy, thì các bạn cần phải làm một bước nữa là nâng cấp cái tài khoản giao dịch của các bạn ha. Thì cái bước này là cái bước cần và cái bước cần và cái bước tối thiểu để các bạn xác minh cái tài khoản giao dịch của các bạn ha. Thì các bạn chọn vào nâng cấp tài khoản giao dịch này, hoặc là các bạn đấy thì các bạn nâng cấp tài khoản, các bạn chọn vào tôi là công dân Việt Nam ha, và chọn AKC. Rồi bây giờ các bạn sẽ chụp hình chứng minh nhân dân của mình bao gồm mặt trước mặt sau lên ha. Thì cái bước này là cái bước bắt buộc các bạn mới nhận được quà và sử dụng cái app này ha. Thì để các bạn chụp được cái chứng minh nhân dân thành công thì các bạn đưa sát cái camera của bạn vào, cái chứng minh của bạn ấy đưa sát vào và các bạn chụp ha. Lưu ý là đầy đủ ánh sáng mặt trước và mặt sau thì tương tự như vậy ha. Nhiều bạn nói không thành công thì các bạn sẽ thực hiện lại ở nơi đầy đủ ánh sáng, và chứng minh của các bạn phải rõ ràng ha, không mất gấp và còn hiệu lực thì mới thành công ha. Và các bạn chụp sát cái chứng minh của mình lại với lại cái camera thì ok ha. Rồi sau đó thì các bạn sẽ tiến hành xác minh khuôn mặt của các bạn. Các bạn bấm tiếp tục. Rồi khuôn mặt thì cũng tương tự, các bạn cần phải xác minh nơi có đầy đủ ánh sáng này. Như các bạn đang thấy trên màn hình, mặt mình đang môi trường rất là sáng, đó nó xác minh liền ha, rất là nhanh thôi. Đấy, như vậy là đã cập nhật thành công ha. Thì các bạn kiểm tra lại một số cái thông tin nó có trùng với lại trên chứng minh nhân dân của các bạn không. Rồi các bạn chọn địa chỉ liên hệ giống với lại địa chỉ thường trú này. Rồi sau đó các bạn sẽ bấm vào tiếp tục ha. Rồi tại đây thì các bạn chọn dịch vụ, thì các bạn chọn hai cái dưới ha, không bật cái trên, không bật cái quỹ, và sau đó bấm tiếp tục. Rồi bấm tiếp tục này, đồng ý này. Rồi như vậy là tài khoản của mình đã được tạo thành công. Bây giờ các bạn sẽ đăng nhập vào và các bạn sẽ chờ duyệt ha. Để kiểm tra thì các bạn bấm vào nút trang cá nhân, trên trang cá nhân, và kiểm tra tài khoản của bạn đã xác thực hay chưa. Và sau khi các bạn đã xác minh KYC thành công ấy, thì chờ khoảng 3 đến 5 ngày thì bên PX người ta họ sẽ duyệt cho các bạn cái phần quà này nha. Lưu ý là các bạn phải làm đúng những cái bước mình hướng dẫn ha. Sau khi các bạn đã đăng ký này, xác minh KYC thành công, nâng cấp thành công cái tài khoản của bạn như mình vừa hướng dẫn ấy, thì bạn sẽ nhận được cái phần quà trị giá là 200.000 đối với lại những bạn đăng ký trước ngày 21 tháng 1 2022. Còn những bạn đăng ký sau ngày 21 tháng 1 2022 thì các bạn sẽ nhận được 100.000 ha. Và số tiền của bạn ấy, 200.000 tiền quà tặng, thì các bạn sẽ không đủ để mua cổ phiếu và bán ra, buộc các bạn phải nạp tiền vào. Thì để nạp tiền vào thì các bạn bấm vào đây này. Rồi các bạn bấm vào nút nạp tiền. Ở đây các bạn đang thấy tài sản của mình đang có 1.8 triệu. Bây giờ thì các bạn sẽ copy cái số tài khoản bất kỳ ở trong này. Ví dụ như bạn muốn chuyển đến Bintree thông qua cái ngân hàng BIDV thì các bạn sẽ copy tại đây và copy cái nội dung chuyển khoản ha. Và các bạn sẽ nhập số tiền các bạn muốn chuyển vào. Thì sau khoảng 2 phút thì tiền sẽ tự động nạp vào ha. Để mà các bạn mua cổ phiếu ấy bằng quà tặng thì các bạn sẽ click vào nút ở bên này tại đây ha. Rồi, như các bạn đang thấy quà tặng mình đang có là 5.7 triệu này. Tùy theo cái số tiền mà các bạn đang có trong quà tặng thì các bạn sẽ chọn những cái mã cổ phiếu phù hợp với lại số tiền của bạn ha. Hoặc là các bạn cũng có thể mua cái cổ phiếu PON này này, Điện lực Dầu khí Việt Nam. Và các bạn sẽ đặt lệnh MB ha. Đây, bạn sẽ đặt lệnh MB này. Rồi, số lượng cổ phiếu thì các bạn nên để 100 thôi. Còn số tiền mà dư ấy thì nó sẽ tự quy đổi thành tiền mặt ha. Cho nên các bạn khỏi lo là nó sẽ không mất đâu. Rồi, các bạn bấm vào mua này. Tại đây thì các bạn phải xác thực Smart OTP hoặc là SMS OTP, thì các bạn nên xác thực bằng Smart OTP để khỏi tốn phí ha. Thì xác thực bằng Smart OTP thì cũng đơn giản lắm. Các bạn click vào Bintree Smart OTP, lên tải app Bintree Smart OTP và đăng nhập vào để các bạn lấy OTP ha. Thì các bạn chỉ cần đăng nhập cái tài khoản PX của bạn vào cái app Bintree Smart OTP này thì nó sẽ bắt bạn tạo máy pin và các bạn sẽ
tiến hành cài cái mã pin thôi. Đấy, sau khi cài mã pin xong thì vào đây nó sẽ có cái mã OTP, thì các bạn copy, sau đó các bạn sang bên pay, các bạn dán vào. Rồi, phí tạm tính là 1.770.000 ha. Rồi mình play order. Nó ra cái số lệnh giá trị của mình mua là 1.645.000 này. Khối lượng là 100 cổ phiếu ha. Rồi sau khi các bạn mua xong ấy thì 2 ngày sau cổ phiếu mới về, chứ không phải là các bạn mua rồi về liền ha. Đấy, thì giá trị hiện tại của nó là 3.280.000, là do mình mua trước đây là mình có thể bán 100 cổ rồi này, là hôm bữa mình mua rồi ha. Bây giờ mua tiếp 100 cổ phiếu nữa, đang là T+0 này, nó sang T+1, T+2, và ngày thứ tư thì các bạn sẽ bán ha. Hôm nay là ngày T+0 này, mai này, mốt này, hôm kia ấy, là các bạn sẽ cổ phiếu sẽ về và bán được. Rồi, để mà các bạn bán cổ phiếu ấy, thì các bạn sẽ bấm vào bán thôi, hoặc là ở ngồi này mọi người sẽ bấm vào lệnh lại. Rồi, các bạn bấm vào bán này. Ở đây mình đang có 100 cái cổ phiếu á, không thì mình sẽ nhập cái số lượng này, 100 cổ này. Rồi, như tương tự như nãy, các bạn sẽ bấm vào lệnh MB để cho nó bán tự động luôn, nó bán theo cái giá thị trường luôn cho nhanh. Rồi, mình bán được 1.770.000, tuy nhiên không phải giá đó đâu, nó tạm tính thôi. Rồi, nó khác rồi ha. Như vậy là mình bán được với giá là 1.632.000. Đấy, thì 1.632.000 nó sẽ vào tiền mặt của mình ha. Sau khi các bạn bán cổ phiếu xong ấy, thì số tiền của bạn 2 ngày sẽ về tài khoản của bạn ha, chứ nó không về liền đâu. Rồi sau khi mà cổ phiếu nó về rồi thì các bạn sẽ bấm vào lệnh rút tiền. Rồi các bạn bấm vào yêu cầu chuyển khoản này. Rồi chọn ngân hàng của các bạn ha. Mà để các bạn rút tiền được thì các bạn phải đăng ký bằng có cái hợp đồng đăng ký tài khoản Pay. Các bạn ký vào đó thì các bạn mới rút tiền được. Thì để các bạn lấy hợp đồng thì các bạn nhắn tin cho Pay Fanpage Paytree, người ta sẽ gửi mẫu hợp đồng các bạn in ra và ký vào ha. Ở đây là mình đã ký rồi, cho nên là mình hoàn thiện hồ sơ rồi, cho nên là mình có thể rút tiền được. Bây giờ mình thử rút tiền về ha. Ví dụ như mình rút 1.000 này, rút 1.000 vẫn được nha. Rồi, như các bạn đang thấy thì biến động số dư của mình ở trong MB Bank này, vừa cộng thêm được 1.000 vào này, thấy chưa? Thì rút cũng rất là nhanh thôi. Quan trọng là các bạn phải hoàn thiện hồ sơ gửi lên chứng khoán Paytree ha. Còn nếu như bạn mà không biết hoàn thành hồ sơ như thế nào thì các bạn có thể comment ở phía bên dưới, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn ha. Rồi, lưu ý là các bạn phải vào trong cái tab này, các bạn xác thực cái tài khoản này. Đấy, như mình đã xác thực rồi thì các bạn mới nhận quà và có thể rút tiền các thứ được ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã đón xem. Bye bye.